Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhất Long Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu CD cao cấp của hãng Acouphase có model là DP570. Nói đến thương hiệu Acouphase thì các bác cũng đã biết rồi. Đây là một trong những thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam thì được rất nhiều các bác ưa chuộng các model, các mẫu của dòng Acouphase. Chiếc đầu CD Acouphase DP570 này hàng từ Nhật về, sử dụng điện 100V và đây là một chiếc đầu mới tới 99,9%, và cái quan trọng là cái giá của nó cực kỳ là tốt luôn. Chiếc đầu CD Acouphase DP570 này thì giá niêm yết tại hãng đang là 235 triệu và bên em đang có cái giá là cực kỳ là tốt và cực kỳ ưu đãi cho các bác cùng trải nghiệm. Chiếc đầu CD này thì về trong tình trạng là hàng nguyên thùng hộp đầy đủ phụ kiện chính hãng kèm theo máy. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc đầu CD cao cấp DPA570 này. Và đây bên dưới nó là thùng của nhá, thùng rất là mới luôn các bác, thùng rất là mới. Đấy, dòng Nhật về thì bao giờ thường là điện là 100V. Đó, 100V. Thùng rất là mới luôn. Đây, chiếc đầu CD Acouphase DP570. Với thiết kế con này rất là sang trọng và tinh tế, dòng này là sử dụng thiết kế cái mặt phay nhôm vàng chanh. Rất là đẹp. Và bên trên có một cái mép người ta giật vào làm cho cái chiếc đầu này nó mềm mại hơn. Đó. Có gì đâu. Rất là mềm. Dòng đầu CD Acouphase thì dòng này có sử dụng cả đại giải mã luôn các bác nhé, tích hợp cả giải mã DAC này, như có các chế độ như sử dụng như USB, optical, cột xoan, đó rất là tiện lợi luôn. Dòng này sử dụng cả đĩa CD và SACD nhé, em sẽ quay cho các bác này. Chiếc đầu này rất là hoàn hảo luôn, gần như là không có điểm trừ gì cả. Con này nó chỉ thua mỗi cái đầu mới là cái phần cắt băng dính thôi, còn ngoài ra con này mới 99,9% luôn. Đây là các nút như play, pause, deck bài, tua bài và top. Và chính giữa màn hình có sử dụng các hiển thị như các đường vào này, các bác bấm đâu thì các bác nó sẽ hiển thị lên đây, và bên này hiển thị số dây của bài. Chiếc đầu rất là đẹp, em sẽ quay chi tiết các bác cùng trải nghiệm này. Chưa một vết xước xước gì cả, rất là đẹp. Đây là phía hông, dòng này thì những cái lớp sơn của dòng đầu cao cấp thì rất là bóng các bác nhá, rất là bóng. Đấy, em sẽ quay cái phần sau. Đây, phía sau đây là toàn núm nước của Acouphase này. Acouphase. Những cái núm chụp này nó giống như cái dòng E800 hay là E5000, là những đời cao này là đã là màu đen, cái đời màu trước nó là màu trắng, màu ghi. Đó. Đây. Còn đây là cổng USB optical. Đấy, optical in và out. Đây là cái đường các bác nếu mà các bác chơi chơi tín hiệu từ TV xuống, các bác kết nối vào đây. Đó. Đây, ngoài ra dòng này còn có cả hai cái núm ba lăng. Ba lăng là cái rắc ba chân đấy. Và đây là đường RCA thông thường. Acouphase DP570, con này sử dụng điện 100V và công suất tiêu thụ là 18W. Là chiếc đầu đẳng cấp. Con này là giá niêm yết tại hãng đang lên đến 235 triệu và bên em đang có cái giá là cực kỳ là tốt luôn. Đó, các bác nếu mà các bác mua con này thì tiết kiệm cũng tương đối nhiều ạ.
Vâng, video giới thiệu sản phẩm đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911886266. Các bác ở gần thì mời các bác qua xem trực tiếp và sẽ có những cái giá ưu đãi nhất. Và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.